Còn bên này thì sẽ là đồng hồ kẹp dòng 3266TD LGT. Đấy, nó sẽ có một cái bao vải đựng như này nhá. Cờ lê 8 cho đến cờ lê 19 này. Đấy, cờ lê như này này. Khẩu từ 8 đến 32. Tất cả đều là khẩu 1/2 hết luôn. Detto, công ty chính hãng luôn. Đó, logo dập lỗi rất là đẹp các bác. Đây là của Detto nhá. Hoặc là các bác mà muốn giá hợp lý hơn ấy, thì là các bác có thể lấy sang cái phía bên này. Thì em sẽ có cái con máy cưa của T-Max. Đấy, cưa của T-Max thì giá sẽ... Trung tâm điện máy Ngọc Mai xin để được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho giảm giá kịch sàn cho các bác nhà mình về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua cái mã sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là các bác sẽ có đơn hàng. Ngày hôm nay thì tất cả các dòng sản phẩm từ máy pin cho đến máy điện rất chi là nhiều để cho các bác nhà mình được thoải mái lựa chọn. Khi mà các bác có nhu cầu quan tâm muốn mua cái mã nào thì các bác lưu ý là các bác đọc đúng tên mã sản phẩm mà em nói ở trên này để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không có bị nhầm, không có bị sai mã sản phẩm của anh nhé. Hôm nay thì rất là nhiều các mã sản phẩm mới nhé. Em sẽ chi tiết cho các bác lần lượt từng mã luôn và sẽ báo giá luôn để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo và lựa chọn này. Đấy, em sẽ quay qua một vòng để cho các bác có thể là nắm được những cái dòng sản phẩm có trong cái buổi video ngày hôm nay. Đó, rất chi là nhiều nha các bác nha. Đầy đủ hết tất cả các sản phẩm để cho các bác nhà mình được thoải mái lựa chọn này. Đó, rất là ok nha các bác nha. Em sẽ đi lần lượt chi tiết này. Em sẽ qua từ cái phía bên này trước tiên. Đây, ngày hôm nay thì bên em về được một cái lô máy bơm chân. Đây là cái bơm hơi đạp chân này, em sẽ có hai mã nha các bác. Đó, đây là cái mã 2 bít tông và đây là mã 1 bít tông. Đấy, nếu như mà các bác làm mà lấy cái mã 1 bít tông thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá, là bên em miễn phí ship luôn. Đấy, máy 1 bít tông thì là các bác sẽ dùng để bơm xe máy này, xe đạp. Đó, còn cái 2 bít tông thì nó sẽ có ok hơn. Đó, đây là cái mã bơm 2 bít tông nha các bác nhá. 2 bít tông thì các bác nhà mình có thể là sử dụng bơm được cả xe hơi luôn. Đó, cái mã này thì nó sẽ có mức giá là 250.000. Đó, các bác có thể là lựa chọn bơm 1 bít tông hoặc là 2 bít tông nha các bác nhé. Tiếp theo thì sang đến cái phía bên này, em sẽ chi tiết cho các bác một số các mẫu máy khoan này. Em sẽ chi tiết cho các bác về khoan điện nhé. Đấy, khoan điện thì sẽ có khoan tay và khoan bê tông rất là nhiều. Trước tiên là ngày hôm nay thì em sẽ có một cái lô máy khoan bót. Đây là khoan bót không hộp, nó không có hộp đựng nha các bác nhá, chỉ có máy và tay cầm thôi. Mã này ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 650.000 đồng một chiếc, là bên em sẽ miễn phí ship nhá. Máy thì sẽ 100% là hàng dây đồng ruột dài cho các bác và cái dây dẫn của nó sẽ là dài 4 mét. Đó, thì con máy này nó sẽ là máy 3 chức năng này. Các bác điều chỉnh được 3 nút chế độ và có đảo chiều. Đây, công suất của máy sẽ là 800W nhá. Đó, hàng dây đồng ruột dài cho các bác nhà mình. Do là bị vỡ hộp không có hộp đựng nên là em sẽ thanh lý rẻ luôn cho các bác. Giá chỉ có 650.000 thôi. Là em sẽ miễn phí ship. Không có hộp đựng máy, không có mũi khoan, mũi đục đi theo. Chỉ có máy và tay cầm thanh lý các bác, giá chỉ có với 650.000. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc này. Đó, còn bác nào mà muốn quan tâm những cái con máy đó nguyên hộp thì các bác có thể tham khảo thêm vài cái mã này. Đây, em có cái mã này thì các bác gọi cho em nào khoan điện đỏ nha các bác nhé. Đó, con này nó là hàng nội địa này, logo dập nổ rất chi là đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 999.000, nó sẽ có nguyên hộp như này. Các bác gọi cho em là khoan điện đỏ nhá, khoan bê tông điện đỏ. Con này nó sẽ có nguyên hộp, có hộp đựng máy cho các bác này, kèm theo 2 mũi đục và 3 mũi khoan như này. Máy sẽ là máy đầu gài 3 chức năng. Đó, có đảo chiều đây nhá các bác nhá. Đó, đây, rất chi là đẹp luôn. Các bác gọi cho em là máy khoan điện đỏ giá 999.000. Đấy, hoặc là các bác có thể tham khảo thêm cái con máy khoan bê tông của Detto. Con này là con Detto hàng chính hãng luôn cho các bác này. Đó, con này thì logo dập lỗ rất chi là đẹp nhá. Máy 3 chức năng và có đảo chiều đây. Đầu gai màu xanh rất chi là đẹp. Con này thì công suất của nó sẽ là 1050W các bác nhá. Và kèm theo phụ kiện nó sẽ có 3 mũi khoan và 2 mũi đục như này luôn cho các bác. Nguyên hộp có hộp đựng luôn. Giá cho các bác là 1.150.000. Hoặc là các bác có thể tham khảo thêm cái phía bên này sẽ có một cái con máy khoan điện. Đây, khoan này các bác gọi cho em là khoan bê tông điện màu xanh.
giá cho bác là 999.000 luôn. Đó, con này thì công suất sẽ là 800W nhá. Máy 3 chức năng và có đảo chiều nhảy luôn. Giá cho bác là 999.000. Nó cũng có nguyên hộp và kèm theo 20 đục 30 khoan như này. Còn cái phía bên này sẽ là con máy khoan bê tông của Saikyo. Đấy, bê tông Saikyo thì công suất sẽ là 1050W. Và phụ kiện đi theo vẫn có 2 mũi đục 3 mũi khoan cho các bác luôn. Máy 3 chức năng có đảo chiều, đầu mũi khoan đầu gà cho em. Công suất là 1050W. Các bác gọi cho em là khoan bê tông của Saikyo nhé. Đó, cái này nó là hàng chính hãng, nên là các bác xài thì cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì em sẽ chi tiết cho các bác máy khoan tay. Đấy, khoan tay mà các bác sử dụng bắn máy tôn. Các bác có thể sử dụng con Daken 10 ly. Đây, con này con Daken 10 ly. Logo dập đổ rất là đẹp này. À, con này công suất sẽ là 550W. Giá cho các bác là 430.000. Đó, 430.000. Còn đây là con khoan Betech đầu 6 ly nhé. Cái này nó sẽ thích hợp cho những bác nào làm nhôm. Đấy, đầu 6 ly thì nó rất chi là nhỏ, gọn gàng, đẹp cho các bác. Giá cho các bác là 320.000. 320.000. Tiếp theo thì sang đến cái phía bên này sẽ có một cái con máy khoan của Dekton. Con này con đầu 10 ly nhé. Khoan Dekton khoan điện đầu 10 ly giá cho các bác là 520.000. Con này sẽ có mã là DKID550. Công suất của máy sẽ là 550W này các bác này. Đầu 10 ly nhé. Giá 520.000 này. Còn đây là con máy khoan gia đình rất chi là đẹp. Khoan này các bác gọi cho em là khoan xám. Đấy, khoan xám có đầy đủ phụ kiện. Các bác gọi là khoan điện xám có phụ kiện đầu 13 ly. Riêng cái con này nó có búa này các bác này. Đầu 13 ly có búa để các bác khoan tường được luôn. Giá cho các bác là 450.000, miễn phí ship nhé. Đấy, còn đây tiếp theo thì đây là một cái con máy khoan THC. Cái con này thì các bác gọi cho em là khoan THC cổ nhôm. Đấy, cái cổ máy ở trên này nó bằng nhôm này, chất liệu rất là đẹp luôn. Đấy, con này đầu 10 nha các bác nhé. Giá cho các bác là 350.000, miễn phí ship. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 780W luôn. Đó, tiếp theo sang phía bên này thì em sẽ có cái con máy khoan bê tông của DCA này các bác này. Đây, khoan bê tông của DCA giá cho các bác là 1.180.000 nhé. Đó. Đây. À, riêng về hàng DCA này thì nó sẽ không có đi theo mũi khoan mũi đục nha các bác nhé. Đấy, nó chỉ có nguyên máy như này thôi. Đây, để em sẽ đọc cho các bác cái thông số của máy này. Đây, đầu 26mm này các bác này. Đó, công suất là 800W nhá. Model là AZC05-26B. Đấy, đây là công suất của máy là 800W. Hàng DCA, thương hiệu DCA chính hãng nha các bác. Giá là 1.180.000. Các bác gọi cho em là máy khoan bê tông của DCA, 1.180.000 nha các bác nhá. Tiếp theo thì bên này em có cái con máy cưa tên. Đây, con này là con cưa Dekton này các bác này. Cưa Dekton đĩa 180 nhá. Đĩa 185. Đây, con này đĩa 185. Giá cho các bác là 880.000 nhá. Đấy, nó sẽ có theo phụ kiện ở trong này. Đây, phụ kiện là các bác còn được tặng theo một cái đĩa cắt gỗ 185 này nữa. Có một cái tay phòng mở này. Cái đôi than này có phiếu bảo hành và có cả cái cữ này nữa. Giá cho các bác là 880.000. Con này công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Hàng Dekton, công ty chính hãng luôn. Đó, logo dập đổ rất là đẹp các bác ạ. Đây là của Dekton nhá. Hoặc là các bác mà muốn giá hợp lý hơn ấy, thì là các bác có thể lấy sang cái phía bên này thì em sẽ có cái con máy cưa của T-Max. Đấy, cưa của T-Max thì giá sẽ là 750.000. Công suất vẫn là 1500W thôi này các bác này. Đó. À, và phụ kiện vẫn như Dekton luôn, có kèm theo một cái đĩa cắt gỗ. Đấy, trong này nó sẽ có một cái đĩa cắt gỗ cho các bác nhá. Đĩa 185. Còn đây là cái con máy bào của Kenmax này các bác này. À, bào này là bào vỏ nhựa nhá. Đấy, lưỡi 82, giá cho các bác là 700.000. Đây, phụ kiện đi theo đầy đủ này. Đấy, bào Kenmax thì giá là 700. Bào vỏ nhựa nha các bác nhá. Đó. Đây, bào Kenmax này, giá cho các bác là 700.000. Bào đẹp luôn. Đó, con này công suất là 600W nhá. Máy bào vỏ nhựa này, 700.000 nha các bác nhá. Đấy, thanh lý cho bác luôn giá 700.000. Đó. Đây, tiếp theo là em sẽ sang đến cái phía bên này. Phía bên này thì em sẽ có một số các dòng sản phẩm máy 5 tia. Đó, trước tiên thì là em chi tiết cho các bác cái con máy 5 tia xanh của Hukan nhé. Con này có mã là HK211, giá cho bác là 850.000. Là các bác sẽ có một cái chân đứng 1m2 này luôn. Đấy, nút ấn cảm ứng 5 tia xanh và sử dụng pin châu như này. Đấy, cái hộp đựng máy của nó đây. Sẽ có kèm theo cả sạc pin và kính cho các bác nhé.
giá là 850.000, nút ấn cảm ứng này. Đấy là của Hukan. Hoặc là các bác muốn cái dòng cao cấp hơn thì các bác có thể là lấy sang cái con Toboki này cho em. Đấy, đây là con Toboki này. Con Toboki thì cái hộp của nó sẽ là hộp nhôm như này nhé thôi nhé. Con này giá 1.200.000. Đấy, nút ấn vẫn là nút cảm ứng nhé. Nút ấn cảm ứng và kèm theo có pin sạc đầy đủ cho các bác luôn. Kèm theo cả một cái chân máy 5 tia thì cái là nó cũng có cái chân 1m2 kia thôi nhé. Đấy, con này thì các bác gọi cho em là 5 tia xanh của Toboki nhé. Giá 1.200.000 này. Còn phía bên này thì sẽ là một cái con máy 5 tia xanh của Boss. Đấy, cái này các bác gọi cho em là máy 5 tia xanh, vỏ màu xanh đi. Đấy, giá đồng giá với cái con máy 5 tia của Hukan kia, giá 850.000. Con này thì nó hộp với hộp nhựa nhé, hộp nhựa và vẫn kèm theo cái chân 1m2 kia. Đấy, con này giá là 850.000 này. Đấy, 850.000, miễn phí ship cho các bác. Sang cái phía bên này thì em sẽ còn một ít cái ổ cắm đúc này các bác này. Ổ cắm 3 lỗ là 45.000 này. Đấy, ổ này là ổ cắm chống va độc nha các bác nhé. Đấy, búa độc không vỡ, rất chỉ bền. Đây là phích cắm này, 2.000 một chiếc. Dây điện đúc này. Dây điện đúc thì bên em nó sẽ thiết kế là một đầu là có cái phích đúc liền vào đây và một đầu là ổ 3 lỗ đúc liền vào đây. Và những cái ổ 3 lỗ này hay là phích cắm này nó đều có đèn led báo điện nha các bác nhá. Đấy, dây điện đúc này thì dây lõi của nó sẽ là 2.5, phù hợp cho các bác làm công trình công trường rất là ok luôn. Em sẽ có đủ đầy đủ số mét này. Các bác mà lấy cái quận 5 mét sẽ là 220.000 nhá. Đấy, quận 10 mét là 320.000. Quận 15 mét thì sẽ là 400.000. Và cái quận này là quận 20 mét, giá 500.000. Còn đây sẽ là quận 3 mét là 700.000 nhá các anh nhá. Đấy là giá của dây điện đúc. Các bác phải lựa chọn cái số mét nào mà nó phù hợp với công việc của các bác nhá. Đó, đây là cái đồng hồ đo thông mạch của các bác này. Đồng hồ đo thông mạch có hiển thị nhá. Giá cho các bác là 220.000. Các bác gọi cho em là đồng hồ đo thông mạch có hiển thị điện tử hoặc là đồng hồ trắng, bởi vì cái vỏ hộp nó màu trắng này, các bác gọi em là đồng hồ trắng được. Là nhân viên em biết cái mã này luôn, là giá 220.000. Đấy, còn bên này thì sẽ là đồng hồ kẹp dòng 3266 TDLGT. Đấy, nó sẽ có một cái bao vải đựng như này nhá. Kèm theo là một đôi que đo này, một đôi đo nhiệt độ này, một đôi bi như này nữa. Đây, mẫu đồng hồ rất là đẹp. Đây là kẹp dòng 3266 TDLGT. Giá cho các bác là 280.000. Các bác vừa có thể là kẹp dòng đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo các kiểu luôn. Và đặc biệt là cái đồng hồ này ấy, thì là các bác có cắm nhầm điện nó cũng không bị chập cháy đồng hồ, rất là ok luôn nha các bác nha. Giá 280.000 đồng nha các bác nha. Miễn phí ship và tận nơi cho các bác luôn. Tiếp theo thì là hôm nay là em còn mấy cái máy cưa xích này, cưa xích điện nha. Giá 999.000. Đó, 999.000 này các bác này. Đó, nó sẽ có đầy đủ nhá, lam xích đi theo đầy đủ như này. Đây, em sẽ quay cái thông số máy cho các bác nắm được này. Đó, con này công suất của nó là 1800W nhá. Công suất là 1800W. Các bác gọi cho em là máy cưa xích điện nhá. Và hôm nay thì là bên em sẽ thanh lý một cái lô máy mài. Đây, lô máy mài điện này. Hôm nay em được một cái lô máy này, em sẽ thanh lý sập sàn cho các bác luôn nhá. Còn cái bạt vệ sinh máy lạnh này đang có giá là 150.000 một chiếc, miễn phí ship. Các bác có thể mua về sử dụng để vệ sinh điều hòa máy lạnh như này. Đấy, rất là ok nhá. Chất liệu vải bạt cao cấp, dai, dẻo, bền cực kỳ luôn các bác nhá. Giá 150.000. Và em sẽ chi tiết cho các bác về cái lô máy mài ngày hôm nay. Đây, Kim Co Laki. Đấy, cái lô máy mài này thì các bác gọi cho là máy mài dài đỏ nha. Con này thì là máy cưa vàng. Đấy, máy cưa vàng. Sẽ mở một chiếc cho các bác tham khảo kỹ về cái bộ sản phẩm này nhá. Cái lô máy này thì là ngày hôm nay em sẽ thanh lý sập sàn cho các bác luôn. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng công tắc bóp chuôi. Đấy, các bác dùng nó sẽ rất chi là an toàn. Đó, dùng một ngày đây các bác này. Bộ này thì nó sẽ có đầy đủ luôn nha các bác nha. Đây là máy này. Đó, một ốp bảo vệ này, một tay cầm, một tay mở lưỡi như này. Đó, đây, nguyên bộ sản phẩm đây này các bác này. Con này thì nó sẽ sử dụng công tắc bóp ở chuôi nhá. Các bác bóp chuôi thì sử dụng nó sẽ rất chi là tiện, bền. Và chủ thao bên ngoài này các bác tự thay thao rất là đơn giản. Con này công suất là 900W nha. Công suất 900W, máy một tấc. Đấy, sử dụng được các lưỡi mài phim 100 cho em. Đầu máy là hợp kim nhôm nhá. Và bảo hành cho các bác 100% là hàng dây đồng ruột dài. Đấy, con này giá thị trường của nó tầm 450.000. Ngày hôm nay em xin phép là được thanh lý xả kho cái lô này cho các bác với cái mức giá cực sốc.
Với cái mức giá nha, các bác nghe rõ cho em này, các bác nghe không hề nhầm nha. Giá là 350.000. 350.000 thôi, bên em sẽ miễn phí ship nha. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Để các bác sở hữu nguyên bộ sản phẩm như này, có máy này, tay cầm, tay mẫu bảo vệ này. Đó, nguyên hộp nha, máy nguyên hộp. Hàng dây đồng ruột dài cho em công suất 900W. Chỉ với giá 350.000 miễn phí ship. Ngoài ra, đây, khi mà các bác chốt cái mã máy mài này nhé, ngày hôm nay thì em sẽ tặng thêm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch này. Đấy, 350 miễn ship và còn được tặng thêm một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 nha. Đó, tính ra thì các bác thấy con máy nó quá là rẻ đúng không? Đây, nguyên bộ sản phẩm như này. Đó, với giá 350.000 các bác thấy có rẻ không ạ? Đây, số lượng rất là ít nha các bác. Có, em có khoảng tầm độ 30 con. Đấy, khoảng tầm độ 30 chiếc thôi. Sẽ chốt đơn để cho những bác nào mà nhanh tay nhất 30 bác sẽ sở hữu được cái bộ sản phẩm như này. Với mức giá là 350.000 miễn phí ship nha. Các bác không nghe nhầm nha, 350.000 miễn phí ship. Các bác có nguyên hộp, một máy, tay cầm, tay mẫu, bảo vệ và tặng thêm một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này. Đó, máy này là hàng công ty chính hãng và dây đồng ruột dài cho các bác. Đấy, chỉ với 350.000 thôi các bác mà không chốt cái mã này á thì cực kỳ là đáng tiếc luôn. Đó, ngoài ra thì em có thể là chi tiết để cho các bác tham khảo thêm một số các mẫu máy cắt ở bên này. Đây, phía bên này thì em có rất là nhiều sản phẩm máy cắt nha. Khi mà các bác mua những cái mẫu máy cắt này nhá, thì bộ lào nó cũng sẽ có đầy đủ tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi cho các bác. Trước tiên là em sẽ chi tiết cho các bác cái con máy mài đất tôn. Đây, con máy mài đất tôn chỉnh tốc sẽ có giá là 700.000. Đó, con này nó có chỉnh tốc nha. Đây này, chỉnh tốc ở đây này. Đó, công tắc bóp chuôi này cho em. Các bác gọi cho em là máy mài đét tôn chuôi dài có chỉnh tốc, giá cho em là 700.000. Đó, giá 700.000. Đây, con này thì công suất của nó sẽ là 950W nha các bác nhé. Tiếp theo thì xuống phía bên này sẽ là một con máy mài của đét tôn. Con này thì không có chỉnh tốc nhé. Con này thì không có chỉnh tốc này các bác này. Đấy, con này có model là AG950D. Đó, 950W. Công tắc gạt đuôi nhà cho em. Máy một tốc hết. Giá cho các bác là 560.000. Đó. Còn đây là cái con máy Saikyo. Đó, Saikyo chuôi ngắn nha. Saikyo chuôi ngắn, công tắc đuôi này cho em. Con này công suất 950W. Giá cho các bác là 400.000. Còn đây là con máy mài của Detone này, công tắc cạnh nha. Con này công tắc cạnh. Các bác gọi cho em là mài Detone công tắc cạnh. Con này không có chỉnh tốc, công suất 950W, giá cho các bác là 560.000. Còn đây là con máy mài HTcom này các bác này. Mài HTcom công tắc đuôi. Đó, con này thì giá của nó sẽ là 399.000. Đó, khi mà các bác chốt máy cắt gạch nha, em xin lỗi, máy cắt cầm tay này các bác chốt thì là em sẽ tặng thêm cho mỗi bác là một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này. Đấy, tính ra thì cái giá của nó cực kỳ là rẻ đấy, nên là các bác chốt nhanh tay thì một đơn, vì là mỗi cái sản phẩm ngày hôm nay thì mỗi một mẫu nó chỉ còn một vài chiếc thôi. Đây là con máy mài Maute đây, Maute chuôi dài, giá cho bác 650.000 luôn. Em sẽ có chuôi ngắn và chuôi dài nha các bác nha. Đấy, em sẽ có chuôi ngắn và chuôi dài. Maute chuôi dài giá 650.000 và chuôi ngắn cũng là 650.000. Đó, các bác có thể lựa chọn máy chuôi ngắn hoặc là chuôi dài đều ok. Giá đồng giá nhau cho các bác là 650.000. Con này là con chuôi dài. Đấy, chuôi dài thì sẽ là công tắc bóp nhá. Còn chuôi ngắn thì sẽ là công tắc gạt đuôi. Đó. Còn đây là máy Kenmax này. Giá cho các bác là 520. Kenmax này thì nó sẽ là công suất 850W nhá. Mã KM100S. Đó. Con này là máy Kenmax. Con này thì nó sẽ sử dụng công tắc cạnh nhá. Giá cho các bác là 520.000 này. Đó, còn Saikyo chuôi dài sẽ là 450.000. Con này công suất là 450W nha. Đó, tiếp theo cái phía bên này thì bên em còn sẽ chi tiết cho các bác ở phía bên này nữa này. Pin 15 cell của Hukan nha các bác nha. Pin 15 cell của Hukan sẽ là 500.000 một quả này. Đấy, sạc điện thoại của Hukan đây, 180 một chiếc. Đó, thân thổi bụi pin xanh, sử dụng chân pin phổ thông, giá cho các bác là 400.000 một thân nhé. Hoặc là các bác để tham khảo thêm cái mẫu thân thổi bụi của Hukan này, giá 550.000, nó cũng sử dụng chân pin phổ thông luôn. Khi mà các bác mua thân máy thì nó không có theo pin sạc nhé, nó chỉ có thân máy thôi. Đấy, còn giá hợp lý, các bác cần một con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng để bật ốc vít các bác hiểu không?
lựa chọn sang cái con Hukan pin 12V này. Giá cho bác là 580.000. 580.000 miễn phí ship. Đó. Tiếp theo thì đây là cái con máy Hukan F70 nha bác. Hukan F70 là sẽ có 3 ổ pin, một pin 10 cell, hai pin 5 cell trên pin phổ thông này luôn. Đó, con này thì giá cho bác 1.700.000 nhá, có nguyên hộp này luôn này. Đó. F70 nha các bác nha. À, con này thì sẽ có giá là 1.700.000. Hukan F70. Một cái mẫu sản phẩm siêu hot cho các bác luôn là một cái con máy Hukan X1 Pro. Đấy. Con này nó sẽ có nguyên hộp. Nguyên hộp cho các bác là sẽ có một thân máy 2 pin, là nó sẽ có một pin 10 cell và một pin 15 cell cho các bác sử dụng cho pin phổ thông. Nó có một cái ưu điểm là cái cảm biến rất là to này. Giá cho các bác là 1.400.000. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà các bác chốt máy Hukan X1, em sẽ có một cái phần quà cực khủng để tặng cho các bác. Các bác chốt máy Hukan X1, em sẽ tặng cho các bác một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy. Bác nào mua lẻ cái bộ khẩu này thì là 200.000. 200.000 nhá. Đấy, bác nào mà chốt máy Hukan X1, em sẽ tặng luôn các bác một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Hoặc các bác mà không muốn lấy cái bộ khẩu này, các bác lấy phụ kiện thì bác phải lấy. Nó sẽ có một cái bộ combo của con sâu này này, một cái đầu chuyển vít này, một đầu chuyển khoan này và một cái mũi khoan đa năng nhá. Đấy, em sẽ tặng các bác một chiếc mũi khoan đa năng. Nếu như mà các bác mà lấy phụ kiện nhỏ này rồi thì thôi lấy đầu chuyển, lấy cái đầu khẩu nhá. Lấy bộ khẩu thì thôi đầu chuyển, tức là các bác sẽ được lựa chọn phần quà 120 phần quà như này. Đó. Phần quà một là bộ khẩu này là một này, và các bác không lấy khẩu thì các bác lấy những cái phần quà nó sẽ có những cái chi tiết nhỏ nhỏ như này. Và thêm một cái mũi khoan, tức là mũi khoan em tặng một chiếc thôi nhá, chứ không phải 10 chiếc. Đấy, một chiếc mũi khoan và những cái đầu con này nữa là sẽ là một phần quà trị giá tầm 200.000. Đó. Khi mà các bác chốt Hukan X1 nhá. Hukan X1 là 1.400.000. Đấy. Tôi gọi là bu lông Hukan X1 cho em. Và ngày hôm nay thì em về được một ít cái ống siêu tốc của Thái Lan này. Ấm siêu tốc của Thái Lan thì là 170 miễn ship, ấm 2,5 lít nhá. Đấy, lõi đều là inox hết này. Nó sẽ có một ấm và một đế này luôn cho các bác. Đúng rất là ok luôn. Còn đây là cái bộ khẩu 27 chi tiết. Nó sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 32 như này. Đấy, một cái chồng mở tay này, các bộ lối dài cần tự động nhảy nữa. Giá cho bác là 500, các bác gọi cho bộ khẩu hộp tôn đỏ nhá, giá 500. Đấy, còn đây là khẩu hộp vàng 10 món. Tất cả đều là khẩu 1/2 đấy các bác nhá. Bộ này 250 này. 250 miễn phí ship cho các bác luôn này. Hoặc là các bác thể lựa chọn sang cái bộ khẩu hộp xanh như này. Đây là cái bộ 32 chi tiết, giá là 550 nhá. Còn bộ khẩu xanh 37 chi tiết như này sẽ là 650. Đấy, cái bộ này thì nó không có color, nó có khẩu từ 8 đến 32. Đấy, chất liệu bao đẹp cho các bác rất là xịn sò luôn. Khẩu 1/2 nha các bác nhá. Có các đầu lối dài này. Đấy. Cần tự động như này nữa. Bộ này các bác gọi cho em là bộ khẩu xanh 3 chi tiết, giá 550 nhá. Còn bên này thì sẽ là bộ khẩu xanh 37 chi tiết. Bộ 37 chi tiết nó sẽ có thêm một dãy cờ lê này nữa, nó có từ cờ lê 8 cho đến cờ lê 19 này. Đấy, cờ lê như này này. Khẩu từ 8 đến 32. Tất cả đều là khẩu 1/2 hết luôn. Chất liệu bao đẹp. Giá cho các bác là 650 cái bộ khẩu 32 chi tiết như này nhá. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết cho các bác sản phẩm tăng đưa cắt tóc này. Tăng đưa cắt tóc bằng pin của Samsung này. Bộ này giá 300 nha các bác nha. Có một máy, hai pin nhé. Một pin trong máy, một pin dự phòng như này. Quả pin nó rất là to. Bốn cái cũ này, một cái sạc, giá 300. Còn đây là bộ tăng đưa của Philips, giá cũng 300 luôn. Một máy, hai pin, một sạc như này. Đó. Còn đây là tăng đưa đa năng nhá. Cái tăng đưa này thì các bác có thể cạo râu được luôn. Đấy, vừa cắt tóc vừa cạo râu, giá cho bác 250. Đó, đầy đủ phụ kiện như này luôn. Giá hợp lý hơn các bác lấy cho em sang cái tăng đơn của Zichen này. Tăng đơn của Zichen là 200.000. Cái Zichen này thì nó chỉ có một pin thôi nhá các bác nhá. Đấy, một máy này, một pin này. Bốn sạc, một luộc, một loại dầu. Đấy, bốn cái cữ này, bốn cái cữ, một cái sạc. Giá cho bác là 200.000. Còn đây là cạo râu này, cạo râu bằng pin này các bác này. Cạo râu bằng pin là 160 nhá. Đấy, cạo râu bằng pin là 160. Cái này thì các bác sử dụng thì bao ngon luôn. Cái cạo râu bằng pin là nó sẽ có nguyên bộ như này luôn này các bác này. Đó, nguyên bộ như này luôn. Giá là 160 nha. Sử dụng đơn giản không? Các bác sẽ mở ra, nó sẽ có hai cái công tắc này. Công tắc này bật lên là máy chạy này. Đấy. Công tắc này là bật lên tỉa tóc mai này. Đấy. Có một chiếc gương soi ở đây luôn. Giá cho các bác là 160 nha. Đó, cạo râu bằng pin là 160 này.
Tiếp theo là em sẽ sang cái phía bên này, nó còn rất là nhiều các sản phẩm máy pin nữa. Đấy, đặc biệt là hôm nay cái bộ lam xích này, bộ lam xích lắp vào máy mài một tấc là em sẽ thanh lý cho các, giá là 180 nhá. Giá 180. Đấy, nó có sẽ có nguyên bộ như này. Lam này, xích này. Đấy. Ốc này, lá chắn này. Có cả giọt đựng dầu như này luôn. Giá 180 nha các bác. Về các bác lắp lại như này cho em. Các bác lắp vào máy mài một tấc nhá. Đấy. Còn đây là cái đĩa xích này. Cái đĩa xích sử dụng cho máy mài một tấc đây. Giá là 70.000. 70.000 một đĩa. Em sẽ chi tiết cho các bác cái bộ dao kéo nhá của bên em. Cái bộ dao kéo có 6 chi tiết nhá. Có 6 chi tiết. Giá thanh lý cho các bác là 7. À em xin lỗi, bộ này là 250.000. Các bác có một cái kệ để dao này. Đó. Cái bộ này thì nó sẽ có một cái combo là 6 món sản phẩm luôn cho các bác. Giá chỉ có 250.000 thôi. Đấy, bác làm một chút cái mã này thì là để lại số điện thoại cho em luôn. Hoặc liên hệ luôn bởi vì là có rất là ít nha. Đấy, nó sẽ có 3 dao, 1 kéo, 1 rũa, 1 kệ. Đấy, nó sẽ có 1 dao chặt này, dao chặt, dao thái này, dao gọt hoa quả này. Đấy, cái bộ sản phẩm này thì không thể thiếu được. Trong gia đình nào thì cũng đều phải lên có cái mẫu sản phẩm này để trong cái tủ bếp. Đó, bộ dao kéo này nha các bác nha. 1 dao chặt này. Đó. Dao thái đây. Dao gọt hoa quả này. Đũa này. Kéo này. Và kệ để dao. Đó, một cái combo 6 món sản phẩm như này mà chỉ với mức giá là 250.000 thôi. Dao thì chất liệu của nó sẽ là thép trắng cao cấp nha, rất chi là sắc. Đấy, sắc sạch và bền luôn các bác này. Giá 250.000, các bác hỏi cho em là bộ dao kéo Nhật 250.000 cho em nhá. Còn phía bên này là máy mài mỹ nghệ Tinh Bà Rồ giá 500.000. À em xin lỗi, con này 550.000. 550.000 nha các bác nha. Đây là bộ bu lông của Hitachi đây. Bu lông của Hitachi là em sẽ thanh lý luôn cho bác, giá 750.000. Sẽ có một thân máy, hai pin một sạc như này. Pin là chân pin phổ thông nha, máy không than. Đầu bu lông rỗng này. Bán bu lông ốc vít ok luôn. Đó. Còn đây là bộ máy khoan Makita 3 chức năng pin 5 cell này. Đó, đồng 10 ly giá 550.000. Nguyên hộp này cho em nhé, có 2 pin. Còn con này là con Makita động cơ từ không chổi than 3 chức năng đầu 13 ly này, có 2 pin chân pin phổ thông này. Đầu 13 ly giá 1.050.000 luôn. Đó, còn đây là con khoan Kinh Bà Rồ. Con này thì là đầu 10 ly máy không than luôn nhá. Giá 900.000 là có 2 quả pin chân pin phổ thông pin 5 cell này. Đây là con bu lông của Makita. Đó, bu lông của Makita các bác gọi cho em là bu lông Makita mẫu 2022, loại chân pin phổ thông nhá. Con này lực siết lớn. Đó, giá cho các bác 1.600.000 nhá. Có 2 pin một sạc này. Tiếp theo thì đây là cái thân máy. Đó, em sẽ thanh lý cái thân máy này, thân máy bu lông của Maute nha các bác nha. Giá cho bác 620.000. Sử dụng chân pin phổ thông nhá. Còn thân mài Makute này giá 850.000, chân pin phổ thông luôn. Đấy, kèm theo tay cầm tay mẫu bảo vệ luôn ạ. Tiếp theo thì đây sẽ làm thân máy khoan Deton đầu 10 ly. Con này máy 3 chức năng, đầu Autolux 10 ly nhá. Máy không than. Giá thân máy là 890.000. Còn đây là bộ bu lông của Deton này. Bu lông của Deton thì nó sẽ có một thân máy, một pin một sạc này luôn. Đó. Bu lông của Deton thì xài thì bao ngon cho các bác nha. Thân máy chuyên vít này. Em có cái thân chuyên vít hàng nội địa như này nhá. Thân chuyên vít này Kinh Bà Rồ này. Chân pin phổ thông giá cho bác 500 một thân máy. Đó. Phía bên này thì em có máy cắt gạch của Deton, giá 750.000 nhá. 750.000 một cái máy cắt gạch Deton như này. Lưỡi 110 nha. Thổi bụi của Deton này. 450.000. Đó. Còn đây là bộ lục giác gấp gọn nhá. Giá 100.000. Bộ lục giác này thì dùng thì bao ngon cho các bác luôn. Đấy, trong này nó có nhiều chức năng lắm. Các bác có các đầu khẩu này. Đấy, đầu mũi khoan. Đây mũi vít nhà, mũi vít 4 cạnh, 2 cạnh. Em làm một tay không bỏ được ra cho các bác. Chứ trong này nó có nhiều chức năng lắm. Có 6 cái lục giác này, có vít 2 cạnh, 4 cạnh này, đầu khẩu cờ lê có hết luôn. Làm cái nào các bác mở cái đó ra nhá, không các bác gấp gọn lại này. Đấy, dùng bao ngon luôn. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác cái ke gốc 5 châm nhá. Cái ke này là ke cỡ 25, giá 70.000 này. Đấy, ke 50 là 100, bên này là ke 75 giá là 130 nhá các bác nhá. Đấy, bộ khẩu này, bộ khẩu 7 chi tiết nhá. Từ 5 đến 12 không có 7. Giá cho bác 100.000. Đó. 100.000.
những cái món này là chưa được bao ship nha. Còn đây là khò gamili này. Khò một mỏ nó có theo thuốc hàn quay hàn như này, giá 120 miễn ship cho các bác luôn. Còn đây là khò hai mỏ này, giá 150 miễn ship. Đấy, các bác mua khò là không theo bình ga đâu, về các bác lắp vào cái bình gamili cá nhân như này này. Đó. Còn đây là cái kéo đa lăng cán đỏ, giá cho bác là 80.000 không miễn ship. Cái kéo đa lăng này các bác cắt được rất là nhiều các chất liệu nhá. Từ cắt vải, cắt cây, đấy, cắt dây điện được luôn, giá 80.000 luôn. Đây là cái đồng hồ bơm hơi của Hartland này, giá cho bác 250 miễn ship này. Hoặc là các bác để tham khảo cái mẫu kéo bonsai của Hoa Anh Đào như này. Cái này thì cực đẹp luôn, giá 200.000 em miễn ship cho các bác này. Kìm Hartland này, kìm bấm Hartland, kìm mỏ nhọn nhá, giá các bác 100.000. Mũi khoan tháp là em sẽ có cỡ này, đây cỡ từ 4 đến 12, giá 65.000. Còn đây là từ 4 đến 20, giá là 95.000. Còn cái mũi này là từ 4 đến 32 nhá, từ 4 đến 32 là có vỉ hoặc là cái hộp như này. Đấy, lấp đồng giá nhau luôn, 120.000. Mũi tháp là không được bao ship nha các bác nha. Đó, đây là kìm đa lăng, các bác gọi cho em là kìm trắng đa lăng, mỏ nhọn cong, giá 250 miễn ship. Còn đây là mỏ bằng, giá 250 miễn ship luôn. Cái kìm này các bác vừa có thể là bóp cốt này, đấy, cắt dây, nói chung là tuốt dây làm được hết luôn nhá. Kéo bonsai Nhật giá cho bác 80.000 không miễn ship nhá. Đấy, còn đây là kéo bonsai đỏ 80.000 luôn. À, cái này là kéo gọi là kéo đa lăng cán trắng ạ, giá 80.000 luôn này. Bút điện, đấy, bút điện hát lần cảm ứng giá 150 miễn phí ship luôn nhá. Đấy, còn đây là bút điện Nhật, cái loại bút này thì nó sẽ có đo thông mạch luôn, giá 130 miễn ship này. Bộ lấy ốc gậy có 4 chiếc này giá 125.000 miễn ship này. Còn bộ này là bộ mũi khoan Taro Ren 6 chiếc, giá 200.000 miễn ship. Đó. Rất là nhiều các sản phẩm hay. Em sẽ đi tiếp sang cái phía bên này. Đây. Các bác có thể lựa chọn cái con máy Huka X8 này nhá, giá 1.900.000. Đấy, nó sẽ có 2 pin, một pin 10, một pin 15 cell cho pin phổ thông luôn. Đó, đây là con Hukan. Hukan này, Hukan 5 cell 2 chức năng, giá 800.000, máy không can nhá, nguyên hộp này luôn. Còn con này thì sẽ là 5 cell có búa là 850, là cũng nguyên hộp này luôn. Đầu 10 ly máy không than nhá. Còn con này là con Hukan 4 cell này, giá 750 này. Hukan của Bulong X9 là 2.4 triệu. Đấy, còn em còn mấy cái thân cơ kiếm của Hukan này, thanh lý cho bác luôn 650, tặng thêm một túi và có hai cái đĩa cưa, một cái đĩa cưa sắt và một đĩa cưa gỗ. Đây là các gạch của Hukan bên mới về đây này. Đấy. Cái thân X9 này thanh lý luôn giá 1.2 triệu này. Còn thân kéo cắt cành của Huka 1.7 triệu nha các bác nha. Đấy. Chuyên bít của Huka đây 1.5 triệu. Đó. Mà thanh lý cái mã này rất là rẻ luôn đấy. Con này là con Huka 13 ly mộng mới, giá 1.250 triệu. Huka Bulong X2 vào đồ 1.5 triệu này các bác này. Đấy, theo nguyên